Xin chào các bạn, trên tay mình hiện nay là sản phẩm Lenovo A2010 và Asus ZenFone 10 Plus, hai sản phẩm nằm trong khu cúp giá rẻ. Lenovo A2010 có mức giá là 1.690.000 đồng, trong khi đó Asus ZenFone 10 Plus có mức giá là 2.490.000 đồng. Video hôm nay mình sẽ có vài big test mở ứng dụng giữa hai sản phẩm này để xem liệu sản phẩm nào sẽ là người chiến thắng. Điểm qua phần cấu hình thì Lenovo A2010 được trang bị chip MediaTek MT6735 với 4 nhân, tốc độ là 1GHz, GPU Mali T720 và RAM là 1GB. Còn Asus ZenFone 10 Plus mang trong mình bộ vi xử lý Intel Atom Z2520, 2 nhân, tốc độ là 1.2GHz, GPU PowerVG SGX 544MB2 và RAM là 2GB. Mình sẽ cho hai máy chạy hai lượt 10 ứng dụng giống nhau để xem máy nào có tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn. Để thực hiện bài test này thì đầu tiên mình sẽ tắt hết đa nhiệm của cả hai máy. Sau đó thì mình sẽ cùng khởi động lại cả hai máy để đảm bảo tính công bằng. Vâng, như vậy là Asus ZenFone 10 Plus đã khởi động nhanh hơn Lenovo A2010. Tuy nhiên thật bất ngờ, Lenovo A2010 lại vào trước so với Asus ZenFone 10 Plus. Ok, bây giờ thì bắt đầu cuộc chiến thôi. Những ứng dụng đầu tiên thì cả hai máy chạy rất tốt, tốc độ đang ngang bằng với nhau. Tuy nhiên đến phần game thì cả hai máy tỏ ra chậm chạp hơn, điều đó cũng dễ hiểu vì các game test đều nặng. Vâng, như vậy là cả hai máy đã hoàn thành vòng đua đầu tiên. Chúng ta hãy chờ xem ở lượt đua thứ hai có gì khác biệt hay không. Và bất ngờ đã xảy ra ở phút 89 khi mà ở hai tựa game Doomguay Chu Đề 2 và Alpha 8 thì ZenFone 10 Plus không phải lướt lại, trong khi đó thì Lenovo A2010 phải lướt lại. Như vậy là cuộc chiến đã có người thắng cuộc. ZenFone 10 Plus hoàn thành hai vòng đua với 3 phút 31 giây, trong khi Lenovo A2010 phải mất 4 phút mới hoàn thành. Tiếp theo mình sẽ cho cả hai máy chạy cùng lúc 4 game để xem tốc độ mở game của máy nào nhanh hơn. Chúng ta sẽ bắt đầu với game Chaplin 2. Ta chờ xem liệu máy nào sẽ chiến thắng ai. Vâng, như vậy là Lenovo A2010 đã chiến thắng. Vâng, như vậy là game Chaplin đã vào và Asus cũng theo sau.
Tiếp theo sẽ là game Subway Surfer để xem máy nào. Liệu Asus có gỡ lại được thể diện của mình hay không? Vâng, lại là Lenovo. Đã 2-0 rồi dành cho Lenovo. Game thứ 3, Đâm Quay Chủ Đề 2. Vâng, như vậy là lại một chiến thắng nữa dành cho Lenovo A2010. Asus vẫn chưa được vào game. Lần này thì Asus đã vào. Game cuối cùng, Alpha 8, để xem Asus có gỡ thể diện của mình hay không. Có vẻ điều đó là không thể. Vâng, như vậy là Lenovo lại tiếp tục thắng Asus ZenFone Plus. Rõ ràng quá cách biệt với tỷ số 4-0 dành cho Lenovo A2010. Chúng ta sẽ đến với màn load game để xem Asus có gỡ lại thể diện hay không. Vâng, bắt đầu nào. Vâng, như vậy lại là Lenovo A2010. Một chiến thắng khá cách biệt dành cho Lenovo A2010 trong bài test này. Trải qua hai bài test trên thì mình có nhận xét như sau. Asus ZenFone Plus do có dung lượng RAM lớn hơn là 2GB nên khả năng chạy đa nhiệm của máy này sẽ tốt hơn là Lenovo A2010. Ngược lại, Lenovo A2010 do có vi xử lý mạnh hơn để cho tốc độ mở ứng dụng nhanh hơn là Asus ZenFone Plus. Với mức giá chênh lệch không nhiều thì tùy vào nhu cầu của mỗi bạn thì bạn lựa chọn một trong hai máy. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.